Sáng 22 tháng 5, Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng tổ chức khởi công dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu tỉnh Nghệ An và Bãi Vọt tỉnh Hà Tĩnh. Dự án cao tốc đoạn Diễn Châu Bãi Vọt có điểm đầu tại km 430+000 thuộc địa phận xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An, điểm cuối tại km 479+300 thuộc địa phận xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô gồm 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25 m, giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 17 m. Riêng các đoạn nền đường đào sâu, đắp cao bề rộng nền đường 32,25 m. Dự án do liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Núi Hồng, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina 2 trúng thầu thi công và được thực hiện với hình thức PPP, đối tác công tư, loại hợp đồng BOT, xây dựng, kinh doanh, chuyển giao. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 11.157 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 3 năm. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông vận tải được khẳng định trong thời gian qua, chúng tôi cam kết tập trung tối đa mọi nguồn lực, đổi mới sáng tạo trong công tác quản trị và điều hành để hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt đúng tiến độ, yêu cầu đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và thân thiện với môi trường. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng, việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu Bãi Vọt có vai trò hết sức quan trọng, thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cả nước nói chung và hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh nói riêng. Thời gian qua, hai tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải và đến nay đã cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai dự án. Lãnh đạo hai tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hai tỉnh, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Dự án hoàn thành có ý nghĩa hết sức quan trọng, liên kết vùng, kết nối khu kinh tế vùng áng, trung tâm dịch vụ hậu cần, cảng biển, tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Thay mặt Bộ Giao thông Vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Nhật ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo hai tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư với khối lượng công việc rất lớn. Cảm ơn nhân dân, bà con các huyện đã tích cực ủng hộ trong giải phóng mặt bằng đầu tư dự án. Thứ trưởng yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự, máy móc thiết bị để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ để phấn đấu đến quý 1 năm 2023 hoàn thành. Đây là dự án trọng điểm quốc gia nên cần phải hết sức quyết liệt và tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.